Trưởng pha chế tiêm dung dịch ma túy vào thuốc lá điện tử. Xác minh thông tin nữ sinh lớp 12 kêu cứu vì bị phụ huynh của bạn tấn công hội đồng. Xuất hiện người lạ tiếp cận cho tiền học sinh, trường ra cảnh báo khẩn. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 11, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an C04 đã thông tin về đường dây sản xuất thuốc lá điện tử có chứa ma túy khủng do Lê Anh Thơ cầm đầu. Được biết đối tượng này học công thức pha chế rồi cùng đồng bọn dùng các thiết bị trong đó có xi lanh tiêm vào hàng chục nghìn thuốc lá điện tử để bán cho giới trẻ. Cụ thể, C04 xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội. Thơ lên mạng tìm kiếm công thức, sau đó qua mạng xã hội liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài đặt mua cần sa tổng hợp, tinh dầu vị, hóa chất, các thiết bị của thuốc lá điện tử, ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại Hà Nội thông qua các công ty vận chuyển. Các đối tượng pha chế tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi, sau đó lắp ráp, chạy máy để thành thuốc lá điện tử, điếu thuốc lá sợi có chứa ma túy. Với mỗi loại, thơ bào chế ra ba vị khác nhau, tầm ướp ma túy xong, các đối tượng dán nhãn thuốc lá điện tử Chill và thuốc lá điếu Dominic. Sau khi cho ra điếu thuốc thành phẩm, thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo, livestream trên mạng xã hội, nói là các sản phẩm này chứa chất kích thích nhưng không phải ma túy nhằm đánh lừa người sử dụng. Các đối tượng chọn khách hàng mua số lượng lớn để bán buôn là chính và xây dựng bán theo số lượng lớn, càng mua nhiều giá lại càng rẻ và ngược lại. Ngoài ra, các đối tượng lập nhóm riêng và thường xuyên lọc người vào nhóm. Bọn chúng cảnh giác nếu thấy dấu hiệu bị phát hiện thì xóa nhóm, xóa tài khoản ảo để lập tài khoản nhóm mới hoạt động. Nhận định các đối tượng vừa sản xuất xong lô hàng thuốc lá chứa ma túy, ngày 14 tháng 9, C04 chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt quả tang Đỗ Duy Lung, Lê Anh Đức, Hoàng Văn Quý, Phùng Quốc Việt đang dùng xi lanh tiêm tinh dầu chứa ma túy pha trộn vào thuốc lá điện tử Ampraichu tại kho xưởng xã Phương Nghị, Thanh Trì, Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy, 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, một máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp, gần 300 thùng các tông chứa các thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, 1 triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi hóa chất, nguyên liệu, linh kiện, phụ kiện, vỏ hộp, nhãn mác dùng vào việc sản xuất, đóng gói thuốc lá điện tử. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ gần 15.000 điếu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu vị được Lê Anh Thơ nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam chờ bán ra thị trường. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác bắt giữ và khám xét chỗ ở của Lê Anh Thơ thu giữ nhiều máy móc, hóa chất, thuốc lá điện tử thành phẩm, vào các nhãn hiệu thuốc lá sợi cuốn và thuốc lá điện tử. Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can trên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Mới đây, thông tin một nữ sinh lớp 12 ở thành phố Hồ Chí Minh bị nhóm phụ huynh của bạn tấn công hội đồng gây thương tích đang khiến dư luận không khỏi xôn xao. Đáng nói sau khi vụ việc xảy ra, gia đình của người bạn kia vẫn tiếp tục nhắn tin và có những lời lẽ đe dọa nữ sinh này. Ngày 22 tháng 11, em học sinh lớp 12D21 trường Trung học phổ thông Sài Gòn, trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn tố giác đến công an kêu cứu về việc mình bị nhóm phụ huynh tấn công hội đồng gây thương tích. Vụ việc xảy ra tại sảnh chung cư Opal Garden trên đường số 20 phường Hiệp Bình Chánh. Theo đơn kêu cứu của nữ sinh hát, trong quá trình học tập tại lớp giữa mình BCNN và NNQN cùng lớp 12D21 xảy ra xích mích hiểu lầm nhau. Sau đó gia đình của QN đã nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ xử lý hát và NN sau sự việc. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11, gia đình QN đã kéo đến chung cư Opa Garden để nói chuyện. Khi em hát xuống sảnh để gặp QN thì bị gia đình của QN đe dọa rồi xông vào tấn công khiến nữ sinh này bị thương tích sau đó gia đình của qn đã lên ô tô và rời khỏi hiện trường còn em hát được bạn bè đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sau sự việc gia đình của qn tiếp tục nhắn tin đe dọa em hát khiến nữ sinh này lo sợ sẽ bị tấn công tiếp nữ sinh hát chia sẻ hiện sức khỏe của em vẫn chưa ổn định em rất sợ sau khi xảy ra sự việc đến nay gia đình của bạn qn vẫn chưa xin lỗi nhưng vẫn nhắn tin đe dọa khiến em bất an lên tiếng về vụ việc ông hồ viết cường phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông sài gòn quận bình thạnh cho biết đã nắm được sự việc liên quan đến các nữ sinh của trường tuy nhiên sự việc xảy ra tại nơi nữ sinh hát sinh sống không thuộc khuôn viên nhà trường do đó khi nhận thông tin nhà trường đã mời các học sinh làm việc để nắm tình hình đồng thời yêu cầu các phụ huynh học sinh không thực hiện các hành vi xô xát gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và kết quả học tập nhà trường cũng hướng dẫn gia đình em hát trình báo công an vào cuộc điều tra làm rõ Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, vừa qua hiệu trường trường Tiểu học Hà Huy Giáp quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo khẩn sau vụ việc một người phụ nữ lạ mặt tiếp cận và cho học sinh tiền, đáng nói giáo viên của trường khi tiếp xúc tờ tiền trên có biểu hiện chóng mặt đau đầu. Vụ việc xảy ra cách đây một tuần tại cổng sau của trường trung học cơ sở Tô Ngọc Vân, nơi học sinh lớp 5 của trường tiểu học Hà Huy Giáp đang mượn học tạm. Lúc này, một người phụ nữ bịt kín mặt đội mũ bảo hiểm màu đen đi xe máy có màu đỏ gọi một học sinh lớp 5 lại và rúi vào tay tờ 20.000 đồng. Người này nói cô cho tiền ăn sáng. Học sinh không nhận nhưng người phụ nữ cố tình rúi tiền vào tay em. Thời điểm trên, một phụ huynh khác chở con đi học phát hiện vụ việc và can thiệp khiến người phụ nữ này lo lắng bỏ chạy. Sau đó học sinh vào lớp, đưa tiền cho cô giáo chủ nhiệm, cô giáo đã dùng cồn xịt khuẩn tờ tiền và bỏ vào thùng rác. Lúc sau, giáo viên có biểu hiện bị chóng mặt, đau đầu, buồn ngủ. Hiện trường tiểu học Hà Huy Giáp đã làm việc với công an phường để có biện pháp phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh trước và sau giờ học mỗi ngày. Sau sự việc xảy ra, Hiệu trưởng trường này cũng khuyến cáo phụ huynh phải tuân thủ đúng thời gian đưa đón theo quy định, nhất là giờ đón con, không đón quá muộn. Dặn dò các con vị trí chờ cha mẹ trong sân nhà trường. Khi phụ huynh chưa đến, học sinh không được tự ý ra ngoài cổng, không được đi theo người lạ, không được nhận bất cứ thứ gì từ người lạ như đồ chơi, bánh kẹo, nước uống. Ngoài ra, khi phụ huynh bận nhờ người khác đón con giúp phải báo trước với giáo viên chủ nhiệm qua điện thoại. Nhà trường khuyến cáo giáo viên chủ nhiệm thực hiện điểm danh đầu giờ. Nếu học sinh vắng mặt không báo lý do, giáo viên phải liên hệ trực tiếp cho phụ huynh để nắm thông tin, tránh trường hợp phụ huynh đưa đến trường nhưng các em không vào lớp. Ngày 23 tháng 11, tòa nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Ngọc Nhân, 38 tuổi ở huyện Cư Mờ Ga về hai tội sát hại người và mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó, chỉ vì bực tức chuyện vợ công khai tình cảm với người khác khi chưa ly hôn, đối tượng này đã lên mạng đặt mua một khẩu súng và ra tay bắn tử vong tình địch. Theo cáo trạng, Nhân và chị Đinh Thị Ly, 42 tuổi, là vợ chồng. Đến năm 2022, Nhân biết Ly có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, chú cùng huyện. Mặc dù đã nhiều lần nhân khuyên can nhưng chị Ly vẫn không nghe và bỏ ra thuê nhà trọ ở xã Ea Pam, huyện Cư Mờ Ga. Bực tức vì vợ công khai chuyện tình cảm với người khác trong khi chưa ly hôn. Cuối năm 2022, nhân lên mạng xã hội Facebook đặt mua một khẩu súng cùng 6 viên đạn. Khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2023, Nhân gọi điện thoại cho Ly nhiều lần nhưng Ly không nghe máy. Nghi ngờ Ly đang ở cùng với người tình nên Nhân điều khiển xe máy đến nhà trọ của Ly trên đường đi, nhân bắt gặp tình địch đứng nói chuyện điện thoại bên đường nên lấy súng ra tay làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, nhân điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Sau đó nhân đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Ngọc Nhân tù trung thân về hành vi sát hại người, 4 năm tù giam về tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt mà nhân phải lãnh là trung thân ô tô tông người chờ đèn đỏ lao vào tường Tòa Thánh Tây Ninh. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế delay hủy chuyến Tết Nguyên đán năm 2024. Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây nhất, một ô tô trên đường di chuyển đã bất ngờ lao vào một phụ nữ đang chờ đèn đỏ, sau đó tông sập đường rào xi măng của Tòa Thánh Tây Ninh. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Ngày 23 tháng 11 tại đường Cách mạng tháng 8, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Cụ thể tại khu vực cửa số 2 của tòa thánh ở giao lộ Cơ Thánh Vệ và Cách mạng tháng 8, trong khi nhiều người đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị xe bán tải biển số 51D29998 tông mạnh từ phía sau. Chưa dừng lại, chiếc xe này kéo lê xe và một người phụ nữ dưới gầm rồi tông tiếp cột camera an ninh khiến cột này gãy sập. Sau đó chiếc xe tông sập tường rào xi măng của tòa thánh Tây Ninh mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong, xe tải ô tô bán tải bể nát. Theo thông tin ban đầu, tài xế tên Đào Đức Hùng 53 tuổi, ngụ quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Tây Ninh đã có mặt để phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bộ Giao thông Vận tải vừa chỉ đạo các hãng hàng không hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các hãng hàng không phải có kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay. Cục Hàng không phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn cảng hàng không hoặc cục y tế giao thông vận tải chú trọng kiểm tra thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn khai thác, chất lượng dịch vụ của các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm trên các chuyến bay và tại các cảng hàng không. Cục Hàng không chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng không có hoạt động vận chuyển mặt đất, xe tra nạp xăng dầu, xe chở thức ăn, xe chở khách, chở hàng, tăng cường công tác kiểm tra, Bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trong khu vực cảng. Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ phi công, nhân viên, kỹ thuật viên bảo đảm phối hợp nhịp nhàng, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc trong hoạt động bay, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các ngày cao điểm trước, trong và sau Tết. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải và các lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng giao thông giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các tuyến đường xung quanh khu vực cảng hàng không, đặc biệt tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tăng cường nhân lực, phương tiện trong khu vực cảng để thực hiện nhanh nhất công tác trả hành lý cho hành khách tại các cảng hàng không, để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách. Bố trí vị trí đỗ thuận lợi cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại cảng hàng không để hành khách dễ dàng nhận biết và sử dụng dịch vụ xe buýt, đặc biệt là tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình là những tin tức thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay một bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Theo đó, cơ quan khí tượng nhận định sự kết hợp của không khí lạnh và vùng áp thấp gây mưa rông gió lớn diện rộng trên biển. Cụ thể vào tối và đêm 23 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, nên trong ngày và đêm 23 tháng 11 ở vùng biển phía nam, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng biển phía nam của Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Ngày và đêm 24 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 m biển động mạnh. Vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 m biển động mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.